Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn máy bay tuner hàng đã qua sử dụng. Hai lô các bạn nhé. Hàng Malai, hàng bãi. Hàng này còn đến 90%. Chế độ sạc rất nhanh. Kêu rất khỏe. Điều chỉnh chế độ sạc cước. Điều chỉnh chế độ nhanh chậm quả lúc cước ra. Đấy. Bài tuner hai lô. Ngoài vẫn còn nguyên sử dụng được. Chỉ bóc tí bị chóc tí sơn thôi các bạn. Còn nguyên bản luôn. Quả mà lại xem vào vẫn còn chơi nguyên, độ phản hồi vẫn tốt, tay quay nữa vẫn chơi. Này đảo chiều được các bạn nhé, đều đổi tay được hết. Còn nguyên bản luôn, mới 90%. Đấy, hai lô. Đấy, vừa rồi Hải đang xin giới thiệu các bạn máy bay tuner hàng bãi đã qua sử dụng. Đang Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.